Chàng tỷ phú trẻ nhất thế giới, đã giàu còn đẹp trai, thần thái cuốn hút. Gustav Magnus Wiesel vừa được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 tỷ phú dưới 30 tuổi của thế giới. Anh hiện theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu, đầu tư công nghệ và bất động sản. Gustav Magnus Wiesel vừa được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 tỷ phú dưới 30 tuổi của thế giới. Anh hiện theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu, đầu tư công nghệ và bất động sản. Gustav Magnus Wiesel sinh năm 1993 ở Føroyar, một hòn đảo nhỏ của Na Uy. Wiesel có tổng tài sản 2,6 tỷ đô la Mỹ, đến từ ngành nghề kinh doanh cá hồi của gia đình. Anh còn là người mẫu trực thuộc hai công ty Team Models và Next Models Worldwide. Gustav Magnus hiện đang sở hữu khoảng hơn một nửa công ty kinh doanh các trang trại cá tại Na Uy Sama. Đây chính là món quà mà cha cậu đã dành cho Gustav khi chàng trai này mới 19 tuổi. Tài sản của Gustav hiện tại ước tính trị giá 1,9 tỷ đô la Mỹ, theo tạp chí Forbes. Tuy nhiên, thay vì giấu kín đời tư như nhiều tỷ phú khác, Gustav Magnus thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh của mình trên trang Instagram. Hãy thử cùng dạo một vòng xem cuộc sống sang chảnh của đại thiếu gia Na Uy này ra sao. Thân tụng, TH.